đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra đang diễn biến phức tạp với mức độ nguy hiểm cao. Do đó, mỗi người cần chủ động phòng tránh dịch và quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Hãy tự bảo vệ bản thân bằng cách mặc quần áo kín, đeo khẩu trang, rửa tay với dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng. Hạn chế tiếp xúc và nói chuyện với người khác. Chưa chạy chưa chặt rồi, về đi mặn bà con ơi.